Đây, ok, xin chào tất cả anh em trong nhà anh em ơi. Lần này thì Bang vừa ăn một rương. Và bây giờ Khá sẽ tiếp tục một rương tiếp theo anh Chắc em. giò bên bác Rồi. vui lắm con. Giờ anh lên hoa sân cánh ký trường mở rương anh em ơi. Không ai đẹp đồ gì hết ta, mình đẹp áo áo định khá thôi mà. Áo định khá đẹp đây, tình anh em. Ok. Tôi Mở. đã đảo điện thoại đấy, tôi đã đảo điện thoại À ok. Áo định khải sẽ có người đặt, ok. Anh đặt áo Gami 1347 nha. Ok. Áo Gami, áo Đình Thái, ai đặt áo gì nữa không? Ad đồ như thế nào mời. Mình đặt nó Thiên Quang nhé. Ok. Chưa làm. Áo Thiếu Lâm. Thiếu Lâm không có nữa, áo Thiếu Lâm phải ép anh đây, không có áo. Mỏ đen. Áo Võ Đăng nữa, đồ áo đang chốt ô vàng luôn á. Áo Võ Đăng không ai mua luôn á, không ai mua luôn. Không có mở ra những Võ Đăng không? Không, không không. Những cái đăng không? Võ Tẩu nữa hả? Võ Tẩu nữa. Rồi. Vui nha Nam. Hương. Bỏ Nga Mi dài Nga Mi nha. Ngày bỏ ngày ngày mươi không có này, đồ tốt mới có này. Rồi, khui. Nghe về biết cách quá. Ai là lai đít còn. Ok, lai hả? Từ, chưa kịp. Đây. Ôi, anh ba lấy 10 kim chưa? Đây. Ba lấy rồi. Anh đi còn, đây đi còn. Bên anh ba đâu có đủ, ấy đâu. Khốn đưa anh ba 5 kim. Rồi, cô Rương Nam ơi. Em 10 kim. Rồi, 100% chúng ta cùng đợi xem. Úi da, liệu có hàng của mình đặt không? Liệu có hàng của mình đặt không? Tên tên tên. Tiền tên tên. Mở xem có hàng đặt không? Đặt là có tiền rồi đấy. Rồi, cả ban chúng ta cùng xem và mở nhỏ. Đây, xem được khui mấy ô cái nè. Mình xem được mấy ô nè. Đây, áo đỉnh khá là tranh nhau ấy. Mấy ô. Đừng có mấy thấy ô, cảm giác như dây chuyền hay cái đai. Rồi, 4 dòng. 4 dòng. 4 dòng. Nón gì đây? Anh em suy nghĩ thử. Nón Nga Mi. Nón Nga Mi. Nón một dài. Rồi. Nón gì? Rồi nó nghe mùi ngon. Có người đặt hàng nó nghe mùi nha anh em. Ai vậy anh, ai vậy anh, có dám mù chứ anh ơi. Giờ dám mù. Nói chung cái này thì đặt hàng. Mà hôm trước là anh không phải anh mua nó nghe mùi cho ta. Mua rồi. Mua chưa? Anh không mua rồi. Mua rồi vậy thôi, chắc không ai đấu rồi. Không, cái này phải mình phải khui mình bán ra ngoài hoặc là anh em trong bang rồi. Nó nghe mì nha, ngon à. Có ai dám đấu dám mù không anh em? Lên rồi em up lên rồi. Nè em đang like chứ em chưa khui mà. Không quan tâm option. Không quan tâm option đấu dám mù đây. Thay gọi đấu dám mù. Bất kiều phong 10 kim. Nó sợ chó nè. Nó sợ chó. Có giờ anh em có đấu dám mù không, đấu dám mù em khui bán theo giá thị trường. Ồ, tôi đấu giá mù 5 kim. 5 kim thì sao được, rẻ quá. 5 kim là bằng hàng minh nữa, mai anh bảo hàng minh rồi đấy. Ờ thì tôi đấu giá ai lên thì lên chứ. Không, nếu giá thì thấp quá, không được. Đấu giá mù. Tại vì này, giá mù á, là cái rương đã 5 kim. Đó, chỉ khó bang bỏ ra nên 2 kim nó thành 7 kim rồi, mà mù 5 kim thành minh mất rồi. Ít nhất nó phải bằng tầm trung là 7 kim, bằng giá. Đó, nhưng mà phải bằng giá. Tại vì anh em cần cái nón đúng không? Thì ban khui ra có cái nón là bằng giá cho ban là được. Đó. Chứ sao mà tự nhiên từ 7 kim đâu chứ còn 5 kim ban lỗ sắp mặt ai dám khui nữa. Đúng không? Giờ lỡ mà ra mát một cái là trên 10 kim là có. Đấy, nên ít nhất ví dụ bây giờ anh Man bảo trả 10 kim đi, ví dụ nó up cao thì Man bảo lời. Ừ, còn 7 kim thì cũng được bằng giá, còn 5 kim thì thấp quá. Bằng 5 kim thì thấp quá. Tôi trả 7 kim đó. Đó, ví dụ 7 kim thì nó game ok. Ok, thì ví dụ như giờ các anh em nào cần không thì lên, còn không thì khui. Đó, nếu mà min max thì đó là cái chấp nhận. Đó. Tại vì cái này là đấu giá mù, cho 7 kim là bằng giá nè, bằng giá cái rương á. Đó, khui. Tại vì bình tĩnh anh. Còn ai không? Ai à? Còn ai nữa không? Nón Nga Mi. 7 kim quá rẻ. Quá kim rẻ. Ờ, bà kia quá rẻ, nó nghe mi là người rất là khó tìm luôn nè. Hải nó quơ chúng. Đâu, bà kim. Thôi. Đi đóng đi. Bà kim lần 1, bà kim lần 1. Ờ, quá rẻ nè. Tại vì cái nón này anh em mua minh lắm thì cũng 6 bà kim rồi. Minh lắm 6 bà kim rồi. Đang ra mát là có anh luôn. Là có xài luôn. Có nón đó đi anh, nón mừng thôi mà. Hả, cái gì? Không, chưa có nón là mi á.
Cái gì anh Hùng chưa có hả? Anh Hùng mượn à, mượn có anh Phong mà. Rồi giờ anh không online vậy, không nói sao chịu á. Thôi kìa, anh trong Discord kìa. Ừ, anh trong Discord mà anh không đấu thì sao giờ. Rồi, bài kiếm lần 2, cho anh Bảo đi, không cần suy nghĩ. Từ vừa mới đi vệ sinh. Đó, ok. Lương anh em ơi. Có lương cho anh em. 8 kim. Rồi, 8 kim. Đó, tại vì chưa biết là mắt hay không. Vừa mới đi vào xong. Trời, hỏi anh quá trời. Vừa đi. Tại vì là nếu mà ra mát á, mọi nó mát thì mọi 13. Lần thấy ông Khải là có lòng hoàng chán rồi mới đấu. Hôm nay vèo phát vừa mới đi vệ sinh mà. Đó anh em, 8 kim. 8 kim cho nhanh. Ok, 8 kim lần 1. Tại vì nó có minh lắm thì cũng được 7 kim rồi, chắc chắn luôn. 6 7 kim rồi. 8 kim lần 1. Là cái nón của mình. Ừ. Thấy mình quên rồi, vô khui hàng là phải đền. Mấy mình đi vào kịp ấy. Ok. 8 kim lần 1. Văn Bảo có lên không? 8 kim lần 1. Ok, 8 kim lần 1. Đó, nói chung là hồi nãy là Khả nói là nón này chơi lại có... cho xanh chín, 8 kim đồng ý thì đừng sẽ... đừng bóc ra vội, giao dịch anh luôn. Ok, sẽ có lần 2. Vậy vẫn đấy là vẫn nộ mà anh, giao dịch vẫn nộ. Ờ, giao dịch vẫn nộ. Rồi, lúc ấy quyệt vào tôi nhìn thấy mít rồi. Mít à? Mít thì 8 kim. Cái này là chưa nói là phải làm chưa mát đó nha. Chưa quyệt lần nào hết đó. Ừ. Rồi, có vẻ như là mà anh Bảo là có vẻ muốn ngừng cuộc chơi rồi. Ok. Rồi, lần 3. Ở chốt. Mát hết là súng luôn. Đúng rồi, mát hết là cái nón có thể trên 15 kim, 12, 13 kim. Đó. Ui. Còn gì là mình đeo thử mà. Nó. Rồi xuống luôn nè. Ôi, bằng xong cho 16. Ngon nha. Ngon làm chậm luôn nha. Được. Quá đẹp. Mày thế. Quá đẹp. Phải thế chứ. Có 8 kim mà có khi mở ra ấy, anh lại đưa cho mày dùng ấy. Đẹp, 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 đẹp. Đúng rồi, quá đẹp. Là 42, 116 bằng sắt. Nói chung là ok ấy. Nói chung là đủ mà đỡ anh trải nghiệm là ok. Rồi, giáo dịch anh ơi. Đó. Hôm trước thì cũng mở ra một cái nón em ơi, nhưng mà nón kia thì thấp hơn. Nón đó hình trước anh lúa đấu 10 kim. Lúa đấu mù 10 kim. Thua nón này nữa mà. Thua nón này, thua nón này. Lương cho anh em có lương đấu 10 kim. Đúng rồi. Anh không đấu thì không ai mua. Đúng rồi, anh không đấu chẳng ai mua luôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi, giờ anh em ơi. Đây. Đây, giáo dịch. Không bình tể ở Tương Dương Nam ấy. Ok anh ơi. Đó, có 8 kim có lương cho anh em. Quan sát với ông mà. Đây, đây. Cái này là hơn ban mở ra cho có người xài nha anh em. Còn không có người xài á thì cũng biết vứt một góc rồi, không không có lương cho anh em luôn á, tại vì không có tiền sao mà phải đấu được, sao phát được. Thiên Nam. Tại vì đặt áo định khái nghe mi này nọ rồi, chỉ việc ra là anh em đấu giấm mù rồi, vui vẻ. Vui chơi có thưởng, hên xui trúng thưởng anh em. Đó. Thiên Nam anh ơi. Nếu hàng mắt nữa gọi gì nữa đẳng cấp nữa rồi. Không, cái này bán 7 kim. Đúng rồi, cái này đẹp. Trời, nhìn cái bên sắc đẹp quá. Giờ anh ơi. 8 kim có lương cho anh em. Đó, anh Ninh nào về nhận cũng lương luôn. Quá đúng rồi. Anh Ninh nào về nhận lương luôn anh Ninh ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây. Có lương, có lương. Ok, hôm nay là 8 giờ, bố 8 giờ đúng không anh? 8 giờ ok đúng rồi. 8 giờ thì Discord có người 8 giờ này nọ này, ok. Tấm công hết rồi. Giờ anh ơi, giờ định nào vậy? Điêu thuyền á? Con thái đâu rồi? Ủa, điêu thuyền của ai vậy? Từ từ. Của anh trên bãi rồi. Ok, đợi em thấy. Em lấy kim nữa. Đây này. Giao dịch, giao dịch, giao dịch. Nghe anh Hùng là... kiếm vừa trưởng luôn á. Đúng rồi, muốn vừa kiếm vừa trưởng mà. Rồi, tiếp tục để Khải đi đấu, đấu tiền phát lương anh em nha. Mở, mở được cái ngón đấy à? Đúng rồi anh. Đấu giá mù 8 kim anh ơi, đấu giá mù 8 kim. Và hiện tại là... 8 kim á? Đúng rồi. Rương, con kim môn phái. 8 kim, mở mù, mở đấu giá. Giá 8 kim, 18 kim. 8 kim, 8 kim, trừ cho 2.000 xu. Còn anh Hùng còn 6.000 chia cho tất cả anh em nha. Phát cho Đông Phương còn 5 nữa. Anh Hùng Hùng nghe mới kiếm. Chia cho bao nhiêu người đây? Cứ thầy lắm quá mà tịch thế. Chia. Là ai hỏi đây? Ngon lận cần đạo. Anh Hùng, anh Cường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 người.
24 người tham gia lúc đánh boss 8 giờ. 24 5.000 năm chia cho 24 229 xu mỗi người anh em ơi. Đó, có lương trên một người. Anh em kích lên phòng công hạt boss để anh em xem có tới mình hay không nha. Tuần 8 giờ nha anh em, boss 8 giờ nha anh em. Chụp hình lúc tuần 8 giờ nha. À vô sâu đáng chịu anh em. Nếu mà canh quá thì có thể quỷ ban bù ra. Nè đọc tên một lần nữa anh em ơi. Khải AK lùm lúa 33 cộng Bon Hùng 50 kiếm Onkin 50 sen Bắc Kiều Phong gọi đầu Doraemon. Mai Anh Bảo, Trương Tâm Phong, Lâm Thiết Nhạn, Hoàng Dung, Quýnh Binh, Gia Cát Lượng, Tài Võ, Bố Trẻ, Đông Phương, Yuika, Tamada, Lão Tam, Enroy. Đó, những người có tên nhìn nhận lương anh em ơi. Cái điều đó xong đấy. Tên anh đâu? Lùm lúa đọc rồi. Lúa xanh là người ta. Ok, rồi giờ trả lại 2 kim chịu khó. Giờ còn lại 6 kim đi phát cho anh em. Lâm em Nam. Đúng rồi, đúng có quả 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 gì? Quả phong đúng không? Em đi đổi xô nha. Cái quả quả tiềm năng phong độ ấy. 26 rương giả tạo của anh trong bang. Khi nào mở live xem. Anh mở rồi anh ơi. Anh mở rồi xong anh Nguyễn ơi. Mở ơi. Ra ngồi bòi lên nhạc 33 thì sao ta. Xem set up đồ ngũ hành cho con Nga Mi kiếm anh xem thế nào. Ok nè. Không có anh ơi. Không ra được ngồi bòi đâu. Mở ngay. Năm tám một này hai này ba này bốn này năm này sáu này rồi anh vừa chăn thôn anh lên đây dân thôn tất cả dân thôn nhận lương đây mày. Anh em có sang bot lúc 20 giờ về dân tân thôn nhận lương 229 xu trên một cộng 500 xu. Đông Phương. Đông Phương kết boss nha anh em. Cái rương này là rương Đông Phương anh em chỉ cần nhìn là biết nha. Đông Phương. Giang thôn anh em ơi. 229. 229. 229. Đây, chúng ta phân công dịch này. Rương kim phá tiếp tục. Nên chúng chụp lại tấm hình nha. Em muốn thay cái bổng mà để cầm cho nó đỡ bị mất mana sợ không nhỉ? Trương. Bổng gì? Đang phong. À đừng. Thôi nhờ cái luyện này nhỉ? Ừ cái luyện anh. À ok. Bất trần. Nó không phải đi, có bị bất trần. Nên nhảy duyệt lên đây. Điều thề. Anh ấy mua đầy bình. Thì nên mua đầy bình mana. Đông Phương 500 xu cộng 229. Rồi tiếp tục. Đông Phương là người cất bot nha nam. Nên ạ. Giờ nhận đi nam ơi. À em mua đây cái ấn. Có ấn chưa? Ấn hồng giao dịch này. Có ấn thì là đủ hơn tí. Trưởng pháp thì cả cái em mua kia cũng có đủ đâu. À, thì em chưa mua cái túi y tế, chỉ mua cái túi y tế. Mua được cái túi y tế. Nó tiếp tục là phát lương nè, tiếp tục là phát lương. Rồi. Y tế một tuần là được 300. Ừ. Thiên sứ này Android này, dịch này anh ơi. Ừ. 229 này. Rồi hơi Doraemon. Anh lúa vừa nhận luôn luôn dân thôn anh ơi, anh em vừa dân thôn anh em ơi. Ok. Doraemon gọi đầu có nè. Alo, gọi đầu hơi Doraemon có nè. Doraemon. Bạn mình thì có cái nào xào đó cho nhanh em ơi. Đỡ gom lại chỉ có lương hoạt động tuần thôi. Mới gom thì còn mấy cái này có rương phát ngay tại chỗ Sài Gòn giao dịch. Sài Gòn. Rồi tiếp tục này. Anh em nào chưa online thì nhận luôn em ơi. Khải này. Anh em online thì nhận luôn. Khải này 29 xong.
1. Bao nhiêu người đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mới 7 rồi nè em ơi. Ai chưa nhận gì nhận em mới. Lúa ơi, đang ở đâu anh gom phẩm phẩm còn phẩm cá nhân cho nên để hết hạn. Phẩm phẩm cá nhân gì em ba? Được đó. Và vẫn đang trứng em ba. Mở rương hàng chứa đồ vài món. Mà phải có em mới có lời, vài món. Lời, cho anh cái hương này khác lâu với làm. Đúng rồi, làm gạt nhưng làm cũng đương chua lắm việc tiệm ơi. Tại vì nhiều món nó phải này nọ, phải đua top này nọ thì mới đủ set, chứ đâu phải sở hữu được đâu. Nên là server này Hồng Kim Môn Phái đụng đến vũ khí thì mười mấy triệu là bình thường, còn hàng chớ cũng tầm mười mấy triệu là bình thường đó. Dịu dần em ơi, dịu dần em ơi. Anh ơi. Rồi. Dịu dần em ơi. Nói chung thì anh em xem video thì cho Khải một like, chia sẻ cũng như ủng hộ video nha anh em ơi. Đó, nãy giờ xong phát lương cho anh em nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và like chia sẻ video này mạnh giúp Khải nha. Cảm ơn em rất nhiều nha.